Chào các bạn nha, lại mình Sồm đây. Thì các bạn ạ, hôm nay mình ra video mọi người xem thấy hay những hộ mình nha, chia sẻ bạn bè để cho mọi người biết đến. Thì mình thì đây các bạn ạ, hôm nay anh em mình đâm một siêu phẩm mini bao báo, bao rông, bao chất, bao ngầu các bạn nha. Đấy đi các bạn ạ. Đây siêu phẩm nét nẹt nẹt luôn các bạn này. Điện mini luôn ạ các bạn ạ. Đây là không diễn tả được từ gì là từ không đẹp nữa các bạn nha. Nói chung là em Huy Thủ đã học được cách làm diều siêu đẹp, siêu nét, siêu căng đúng không? Đẹp không? Đẹp. Cho hỏi câu này, cho hỏi câu có đẹp không? Đẹp là đẹp. Ừ các bạn ạ, thế được. Các bạn ơi, đây, em trai Huy Thủ làm đẹp nhưng mà mỗi tội là không nên các bạn ạ. Đấy, Huy Thủ chuyên gia làm đẹp nhưng mà không nên các bạn nhá. Đây, mình chỉ chơi em Huy Thủ tí thôi. Nhưng mà em Huy Thủ lần này làm con này là quá ưng ý luôn. Thật sự là vua diều mini rồi các bạn ạ. Nhưng mà em mới chưa con trước là làm không nên có cay không? Cay á, thế con này liệu có nên không? Có bao chết không? Hả? Ừ, đây các bạn ạ, chuẩn bị đâm nha, hai siêu phẩm nha. Đây các bạn này, siêu phẩm này nét hơn siêu phẩm này các bạn nhá. Đấy, hai con như một luôn các bạn ạ. Đây. Cùng một nghệ nhân làm. Đây các bạn ạ, đây siêu phẩm này. Thế em tí nữa chờ bọn nó về. Ai sao? Nào bắt đầu chuẩn bị đâm nha. Tí ra hộ ạ. À tí đấy. Đây. Đây các bạn ạ. Các bạn ơi thì bắt đầu chuẩn bị đâm nhá. Hai con siêu phẩm này thử hất xem lên nào. Ai à. Quá đẳng cấp luôn. Wow. Vẫn chưa lên các bạn ạ. Wow. Vẫn chưa lên, hất lại 3 4 phát nữa thử xem được không? Cho bạn châm trù các bạn nhá. Nào. Nào. Lên chưa? Hất phân nữa nào. Nào, mạnh gió đang to không hất được à? Nào. Mai. Vẫn chưa lên các bạn ạ. Gió khá to nhưng vẫn chưa lên. Để cho đây bạn ạ, cho em Nam em hất nha con này nhá. Để quay em Nam trước, tí Huy Thủ quay sau nhá. Tí Huy Thủ quay Huy Thủ hất sau nhá. Nào. Nào. Vẫn chưa được các bạn ạ. Hơi buồn. Cảm nghĩ nào mà diều không hết không đến. Ừ, chán không? Chán á? Ừ. Các bạn ạ. Để em Nam đi tìm cái gì cho đầu bạn. Vỡ bao nhiêu cà rồi kìa. Đấy. Đấy Huy Thủ hết con này nè. Huy Thủ hết con này liệu lên không? Lên luôn phải không? Đây các bạn ạ. Hơi tốn cà của người dân. Cà của mình đấy bạn ạ. Thì thổ hất vẫn chưa chuyên nghiệp cho lắm các bạn ạ. Này phải đi học xồm khóa hất diều. Đấy, đấy. Úi dồi, vẫn chưa thành công. Vẫn chưa thành công. Nào, úi dồi, vẫn chưa thành công. Nào, đâm đi, đâm đi, đâm đi, đâm nào. Nào. Nào, các bạn ạ, vẫn chưa được lên được. Đấy các bạn ạ, vẫn chưa được các bạn ạ. Nam ơi, đã đâm cho cún nào. À, em, à ừ, cún cầm dây. À, cún đâm đi, tại vì Nam cầm dây chưa. Đấy, con chính. Đứng xăm đường kia. Đây bạn ạ, chuẩn bị quậy nhá. Hóng diều. Đã cố về sớm đi. Quay tiền. Đi đi. Nào, đâm nào. Ui giời, chưa thành công. Lại nè, đi thổ hồ. Làm diều đẹp nhưng mà hơi buồn ạ. Siêu nét luôn con này. Phải là nét luôn rồi ạ. Cho nèo dính lên tẹo. Ít thôi. À bắt đầu nhá. Nánh. Ừ. Đây bạn ạ, nét thế này mà. Trên đằng kia có
Ở đâu? Hả? Mày biết cái gì mà? Nánh bên tay trái rồi, chính bên tay trái. Mày có xem không? Chính đi, chính nhau đi. Cầm căng à, căng dây à. Được rồi, cứ phải nào, đâm nào. Căng à? Nên vẫn nánh. Đây các bạn, vẫn nánh nhá. Cái gì để mình chỉnh nhá các bạn nhá. Chỉnh con diều này các bạn. Đây. Đây các bạn ơi, siêu phẩm đây các bạn ạ. Siêu nét luôn. Nào. Vẫn chịu được nào. Cu ra đâm đi để anh cầm dây cho. Hả? Hất được con lên rồi ạ. Ra đâm đi anh cầm cho. Cầm dây. Thôi gì nhanh lên. Nánh cái gì? Nào ra nánh này chính. Ừ. Được ạ. Rồi. Rồi đâm trước đi. Đâm trước đi tổ đâm sau. Nên lại nánh bên này rồi, chỉnh quá rồi, nánh quá. Nó hơi thổ kia. Cả nó thế được rồi. Ôi trời, không thua bạn. Chưa ăn thua bạn này. Nào, đúng lại bạn, dây đây. Lại nánh bên này. Mày chỉnh. Mày chỉnh cái gì ấy? Chỉnh nhiều chưa? Chỉnh ít thôi. Chỉnh ít rồi vẫn bị. Các bạn này rõ ràng chỉnh ít nhưng mà vẫn bị nánh bên này hay lại chạy bên này, không hiểu kiểu gì các bạn ạ. Diều hơi siêu chất luôn các bạn ạ. Toàn siêu phẩm thôi các bạn ơi, nói chung là bao bão luôn, hàng bao bão kia. Cái đồ đang đẩm bị đâu mà. Nào lên rồi bạn ơi. Được rồi. Trời. Đây các bạn. Rồi. Vẫn chưa thành công quá. Đâm luôn. Nào. Ô bay rồi bạn ơi. Không được à? Nào, cái đâm siêu phẩm của Hy Tổ tiếp bạn nha. Nên. Úi xồi. Vẫn chưa thành công, vẫn lánh vào đấy. Chỉnh ít rồi. Nhảy lên rồi dậy độc thấp tí không nhảy được á. Vậy vẫn lên rồi. Chuẩn bị đâm lại con siêu phẩm này các bạn nhá. Sắp lên rồi ạ. Nhiều có lên không? Lên rồi kìa. Đã quá đẳng cấp luôn ạ. Thay đổi cảm nhận thế nào sao giờ tay nghề lại lên cao tay đi. Không được. Không được. Để quạt. Đây rồi bạn nha. Chất luôn. Chạy thôi không tí rối dây. Lại nánh. Lại rối, kéo đi rối dây. Thả ra cho nó đổ. Thả ra. Rối dây này.
sụp đấy. Nên rồi bạn, nhưng mỗi tội là hơi nánh. Rồi đi ra đâm đi. Nánh bên nào nhỉ? Nánh bên tay phải. Bên này á? Ừ. Thế còn em trai này thì dầu vẫn chưa lên được các bạn. Em trai em đam mê dầu không? Có đam mê dầu không? Thích chưa hacker dầu người khác đúng không? Đúng không? Hacker bao nhiêu quan rồi? Chục quan chưa? Chắc phải đến rồi nhỉ? Hacker thì hacker có lần nào bị đánh chưa? Có rồi các bạn. Hacker diều có lần bị đánh các bạn ạ. Ngoài đánh cho to đầu luôn các bạn, nhưng mà vẫn thích đam mê, vẫn cứ hacker thôi các bạn ơi. Nói chung là đam mê nó nằm có cơn nghiện của mình nó càng ngày càng nhiều nhá các bạn ạ. Nghiện diều nên hacker diều của người khác, nhưng mà các bạn nói chung là các bạn không nên học theo nha. Tại vì bạn này thường bản lĩnh đầy mình đúng không? Có bản lĩnh không? Đúng không? Có bản lĩnh mới hacker được đúng không? Đấy các bạn ạ. Có bản lĩnh hacker được. Thế sao mày chỉnh cái gì mà mẹ nãy chỉnh nhiều không mà nánh sao lại nánh cái này ấy? Không hiểu cái gì. Nánh nhiều. À. Đấy phải nam hacker phải không? Đi dù phải không? Đấy, chuyên gia hacker. Đấy, điếu. À, hacker dây dù của bố phải không? Phải không? Có phải hacker dây dù của bố không? Chết cả. Đấy, lại hacker dây dù của bố ạ. Nên chăm. Nên rồi. Bố tôi à? Nên bên này nó lại sang bên kia. Cứ nên được bên này lại sang kia. Nào, nên nhá. Như thế là nên rồi bạn nhá. Mỗi tội là nên nó không được nâu rồi bạn ạ. Lại về làm con khác cho nó máu. Dạ. Ít thôi nhỉ. Cả. Chục con nữa bắt đầu mới có kinh nghiệm đúng không? Thế rồi làm con diều này là con diều ba thứ bao nhiêu rồi? Chắc phải 20-30 con này nhỉ. 20-30 con diều mini rồi bạn. Mà toàn đẹp nhưng mà không nên rồi bạn. Lên. Nên nhưng mà nánh bên này lại chỉnh một ít, nhưng mà lại sang bên kia các bạn. Thế máy các bạn này. Đấy nha. Đấy các em nhỏ nào mà thích thì qua đây nha. Mình sẽ bảo huy thủ hổ tặng luôn các bạn ạ. Có tặng không? Ừ, tặng 2-3 con thôi nha. Nếu mà ai thích thì qua đây nha. Mình sẽ bảo huy thủ tặng 2-3 con luôn các bạn ạ. Còn đâu bán hết. Đấy, bán cứ 10.000 con nhỉ. Ok không? Ok không? Đây các bạn nha, ai thích thì cứ 10.000 con qua đây. Thích dáng gì làm luôn. Đấy, thích làm dáng gì làm luôn dáng đấy. Hơi ngu. Quên cho cái gì ở đầu. Đây, làm siêu đẹp luôn các bạn ạ. Đẹp nhá, làm dáng đẹp. Rồi, dáng đẹp. Dáng này đã đủ điều đẹp chưa? Nói chung là không chê vào đâu được luôn các bạn ạ. Đẹp mini luôn. Đấy, nếu mà anh em thích đặt diều thì đặt huy thổ nhá. Huy thổ chỉ lấy 10.000 thôi, tùy theo 10, 15.000, 20.000 thôi các bạn ạ. To hơn thì 20.000. Các bạn nhá. Đấy, nói chung là diều này nên được, nhưng mà tại chắc là nào, nhãn cang ai đâm nào nhá, để mình chỉnh lại cho nó hơi thổ nhá. Siêu phẩm cà tiếp đây. Hơi tốn cà cả. Nào à, cầm đây cho tua. Úi trời. Hơi lỗ nhá. Vẫn chưa thành công. Hơi đẹp nhưng mà đấy, nên chưa. Nên chưa. Nên chưa. Đấy, lại nánh cái bên kia các bạn ạ. Đấy, lại nánh bên kia rồi, chỉnh nánh bên kia. Ừ. Đấy các bạn ơi, nói chung là hơi mệt quá. Đâm diều huy thổ hơi mệt. Cái chỉnh bên này nó lại sang bên kia thôi các bạn ơi. Hai con. À, đây. À, nên rồi các bạn ạ.
Đấy, hai con đều lên cùng một lúc luôn. Nào, lại. Nhơn. Nhơn. Một ba nhơn đến từ vị trí của anh Nam. Quay trống trống. Mấy cục vòng rồi. Chính xác bên tay phải, phải Huy ơi. Chính ngang sang bên tay phải một ít. Bên. Vẫn chưa thành công các bạn, hơi mệt. Cảm giác cầm dây diều mệt không? Mệt nhỉ? Mãi không lên nhỉ? Hơi tức ấy đúng không? Bây giờ mình bẻ diều rồi đúng không? Đấy các bạn. Chính bên này nó lại sang bên kia, đó. Hơi mệt con diều. Cứ đâm lại nào. Vừa. Ui giời, hai thanh niên này quá. Làm mày đâm hộ. Gió đây. Đâm, 1, 2, 3. Nên nuôi là nên nóc nhà. Nên nóc nhà là nóc. Cá đi. Nào Nam đâm đi. Nam đâm đi Nam ơi. Vẫn chưa lên được à. Các em làm diều khá đẹp nhưng mỗi tội là chưa lên được con này. Ừ. Toàn cao nhân rồi bạn ạ. Đây rồi bạn. Cứ nào. Cứ chỉnh bên này lại đánh bên kia thôi các bạn ạ. Để đâm nó phát này, Huy thổ đâm phát nữa nào. Huy thổ đâm nó phát này nào. Quay trong chồng khá là cao nha. Đưa đâm đi. Ai kéo hắn lên bây giờ mà. Mà đang chỉ vào mồ. Nào. Nào anh Lâm, ta phải. Đây. Rồi, lên. Đây rồi bạn. Không, được. Được rồi. Lên rồi bạn ạ. Đấy. Mua tụi nó chào. Nên rồi bạn nhá, nói chung là diều Huy thổ làm khá đẹp bạn ạ. Nên rồi bạn nhá, nói chung là nên được các bạn. Anh em mà có gì mua thì liên hệ qua số blog để mua diều bỏ Huy thổ. Đấy, mỗi tội lại xuống rồi bạn ạ. Vừa lại xuống rồi. Đấy, đâm đi, Nam ơi. Nào, anh hay nhìn này. Không ai có. Ôi trời ơi. Quay trong trống à. 360 độ. Đấy các bạn ạ, nói chung là diều nên được các bạn. À, gió hôm nay nó cũng hơi to nên nó hơi khó lên một chút nha. Thì nếu mà ai thích diều thì mua thì liên hệ qua Sơn Vlog. Còn nếu mà ai thích tặng thì cũng liên hệ qua Sơn Vlog nha. Thì video mình kết thúc rồi, chào tạm biệt các bạn. Bye. À mà này, các bạn like cho mình cái bạn nha. Mình cảm ơn các bạn nha. Chào.